Thưa quý vị, hòa chung vào không khí rộn ràng mừng Đảng mừng xuân mới Nhâm Dần 2022, chính quyền và nhân dân phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã đầu tư trang trí tại các khu vực trung tâm cũng như các tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn, tạo không khí vui tươi phấn khởi thi đua sôi nổi trong năm mới. Ngay tại Ủy ban nhân dân phường Mỹ An cũng như nhiều khu phố trên địa bàn đều rực rỡ cờ hoa, pano, bảng hiệu cổ động trực quang chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và xuân Nhâm Dần 2022. Việc trang trí đã được phường Mỹ An lên kế hoạch từ sớm và đầu tư thiết kế với hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả. Chung tay cùng chính quyền địa phương, nhiều khu dân cư trên địa bàn đã xã hội hóa việc trang trí. Đơn cử tại tổ 72, anh Lê Duy Anh Khoa, với mong muốn nâng cao đời sống tinh thần của người dân nên đã thông qua tổ dân phố kêu gọi vận động kinh phí để trang trí tại khu dân cư. Hầu hết người dân đã đồng tình ủng hộ. Tại vì khu vực của mình là khu vực dành cho người du lịch, để cho người nước ngoài người ta biết được cái văn hóa của người Việt Nam mình trong thời điểm Tết, chuẩn bị trang trí đồ cho nó xôm xóm xôm làng này nọ, thì mình mới kêu gọi để tạo ra một cái sân chơi để sau này khi mà du lịch trở lại, người nước ngoài có thể trải nghiệm được cái văn hóa của người Việt Nam mình. Do tình hình dịch bệnh nên nói chung là vấn đề cũng gặp nhiều khó khăn, nên cái mà để trang trí đường đèn để cho người dân cũng có khí thế và để ăn Tết một mùa xuân trong vui vẻ. Tổ thì cũng giúp đỡ về công thôi, còn mọi cái mà kêu gọi của mạnh thường quân và giúp đỡ nhiều. Có thể nói việc trang trí chuẩn bị đón Tết cổ truyền như là một hoạt động thường niên, thể hiện khát vọng đổi mới, tạo sự gắn kết tình làng nghĩa xóm của các hộ dân trong khu phố, nhất là sau một năm đầy khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Cái xã hội mình bây giờ mặc dù là dịch bệnh nó đang hoành hành, tuy nhiên có cái bởi tại vì cái Tết cổ truyền của người Việt Nam, thành người dân vẫn hân hoan trang trí nhà cửa và chuẩn bị để mà đón mừng xuân mới. Tuy nhiên còn cái rất là có như là cẩn thận và dè dặt để mà phòng dịch, trong mọi người được ăn vui trong cái dịp Tết. Ngoài ra, thông qua việc trang trí cổ động trực quang mừng Đảng mừng xuân nhằm tuyên truyền động viên mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn giữ vững kỷ cương, trật tự an toàn xã hội, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.